À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với video khóa bài giảng sinh ngữ văn 7 cánh rừng tập 1. Ngày hôm nay, cô và các em tiếp tục đi vào bài 5 với chủ đề văn bản thông tin, văn bản hộ thi thủ công. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, cô có một hoạt động khởi động. Mời các em quan sát những hình ảnh dưới đây. Hãy nêu suy nghĩ của mình về những hoạt động mà các em quan sát được. Đầu tiên, đó là hoạt động đi cà kheo, trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt, trò chơi đánh đu, hội thi nấu cơm, trò chơi đấu vật, cờ người và ném còn. Hầu hết những hình ảnh mà cô chiếu đó là những trò chơi dân gian. Và các trò chơi dân gian thì thường được tổ chức vào những dịp lễ hội Tết đến xuân về đầu năm mới, hoặc trong những buổi lễ hội ở một vùng quê, làng quê nào đó. Và trò chơi dân gian được xem là một di sản văn hóa phi vật thể trong kho tàng văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Trò chơi này cũng được có từ xa xưa và khó có thể xác định được ở những thời gian cụ thể. Trò chơi dân gian thuộc về quần chúng và gắn liền với quá trình phát triển của cộng đồng. Và trò chơi dân gian cũng được xem là một sản phẩm tinh thần của cha ông ta để lại và được xuất phát từ lao động, văn hóa, phong tục và truyền từ đời này qua đời khác. Các em thân mến, đất nước ta có lịch sử ngàn năm văn hiến. Xuyên suốt chiều dài lịch sử ấy là rất nhiều giá trị văn hóa lịch sử. Và trong đó, lễ hội truyền thống về thủ cơm đã có từ rất lâu đời. Trong bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về lễ hội thi thủ cơm của các dân tộc. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cho cô phần 1 La Mã, đọc và tìm hiểu chung. Trong phần này, các em sẽ đọc nội dung văn bản hội thi thủ cơm trước ở nhà cho cô. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần tìm hiểu chung. Hai nhỏ tìm hiểu chung. Về hội thi thủ cơm, đây là một lễ hội văn hóa truyền thống được tổ chức để tưởng nhớ công ơn của vị thành hoàng làng Phan Tây Nhạc. Tương truyền, ông là tướng quân của vua Hùng Vương thứ 18. Bên cạnh tài điều binh khiển tướng, ông còn thường xuyên tổ chức thủ cơm thi để chọn người hậu cần tài giỏi. Cho đến nay, lễ hội thủ cơm thi vẫn là lễ hội vô cùng độc đáo, gắn bó với phong tục, tập quán của người Việt và tô đậm thêm truyền thống văn hóa dựng nước của cha ông. Cô có phiếu học tập số 1. Các em hãy trả lời cho cô những câu hỏi sau. Các em hãy dựa vào phần chú thích trong sách giáo khoa và nội dung của văn bản để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, trả lời phần tìm hiểu chung. 1. Văn bản hội thi thủ cơm viết về nội dung gì? 2. Em hãy nêu xuất xứ của văn bản. 3. Văn bản thuộc thể loại gì? 4. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì? 5. Chỉ ra bố cục của văn bản hội thi thủ cơm. 6. Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự nào? Văn bản hội thi thủ cơm về xuất xứ được trích theo du lịch việt nam.org.vn. Về thể loại, văn bản thuộc thể loại văn bản thông tin. Phương thức biểu đạt chính của văn bản hội thi thủ cơm đó là phương thức thuyết minh, giới thiệu về hoạt động thủ cơm của các vùng miền, các dân tộc. Về bố cục của văn bản, thì cô sẽ chia nội dung bố cục của văn bản làm hai phần chính. Phần thứ nhất là phần support, là phần mở đầu. Phần thứ hai là phần giới thiệu về hội thi nấu cơm ở một số địa phương. Chúng ta sẽ cùng vào phần 2 La Mã, đọc và tìm hiểu văn bản để rõ hơn về nội dung của văn bản. Một nhỏ, phần mở đầu. Theo em, tại sao đoạn mở đầu được in đậm và nội dung chính của đoạn này là gì?
vậy, đoạn phần mở đầu được in đậm nội dung chính của đoạn phần mở đầu nhằm khái quát chủ đề, nội dung của văn bản. Mục đích là giới thiệu về luật lệ, nét đặc trưng riêng của hội thi thủ công ở một số địa phương trên đất nước ta. Trong phần mở đầu, tác giả đã giới thiệu, trong dịp lễ hội, một số làng ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam có tổ chức thủ công thi. Cuộc thi thủ công ở từng nơi có những luật lệ, nét đặc trưng riêng như nấu cơm trên thuyền, nấu cơm trông trẻ, vừa đi vừa nấu cơm. Đó chính là giới thiệu về luật lệ cũng như là nét đặc trưng thủ công ở một số địa phương. Và mục đích đó là thu hút sự chú ý của độc giả. Và hội thi thủ công ở một số địa phương được tác giả giới thiệu như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau vào phần 2 nhỏ giới thiệu về hội thi thủ công ở một số địa phương. Trong phần này, để tìm hiểu về hội thi thủ công ở một số địa phương, cô có phiếu học tập số 2. Các em lưu ý, cô có 4 nhóm nội dung chính. Và trong nhóm nội dung đó thì sẽ có thể lệ của cuộc thi. Nội dung thứ nhất, đó là cách thi nấu cơm ở hội thị cấm. Nội dung thứ hai là thi nấu cơm ở hội làng chuông. Nội dung thứ ba, thi nấu cơm ở hội tử trọng. Nội dung thứ tư, thi nấu cơm ở hội hành thiện. Và chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của thi nấu cơm ở các vùng miền thông qua thể lệ về đối tượng, các bước thực hiện, thử thách và đánh giá của hội thi như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cho cô chi tiết và suy nghĩ để hoàn thiện phiếu học tập số 2. Nội dung thứ nhất, hội thi nấu cơm ở hội thị cấm Từ Liêm, Hà Nội. Và chúng ta thấy là cuộc thi diễn lại tích của Phan Tây Nhạc, vị vua tướng thời Vương thứ 18, rèn luyện cho quân sĩ thực hành một cách thành thạo, đặc biệt là nấu được cơm trong điều kiện khó khăn. Và hội thi nấu cơm ở hội thị cấm Từ Liêm, Hà Nội được diễn ra theo thể lệ như thế nào? Thứ nhất, về đối tượng, không bắt buộc là nam hay nữ. Và các bước, nguyên liệu là thóc, củi, chưa có lửa, chưa có nước. Và chia làm 3 bước chính: thi làm gạo, tạo lửa và lấy nước, thổi cơm. Và các đội phải làm ra gạo, tạo ra lửa, đi lấy nước về để nấu cơm. Và thử thách: tạo lửa từ 2 thanh nứa già cọ vào nhau, áp mùi nhùi rơm khô vào cho lửa bén. Và các bước được thể hiện như là bước 1, khi làm gạo là sau ngồi chống lệnh thì các đội đổ thóc và xay giã dần sàng, đội nào có được gạo trắng trước nhất là đội thắng cuộc. Bước 2, tạo ra lửa và lấy nước. Tạo lửa từ 2 thanh ngứa già cọ vào nhau, khó nhất là câu này. Áp mùi nhùi, rơm khô vào cho bén lửa. Người lấy nước cách đó khoảng 1 km. Nước sữa sẵn trong 4 cái bê bằng đồng, đợi người đến lấy nước mang về. Và đội nào tạo được lửa và lấy được nước để đích trước thì đội đó thắng cuộc. Và bước 3, đó là nấu cơm. Đội nào thổi được cơm chín dẻo, ngon, xong trước thì thắng. Như vậy, cách đánh giá của hội thi thủ công ở hội thị cấm đó chính là đội nào có được gạo trắng trước nhất, tạo được lửa, lấy được nước về đích trước, thổi cơm chín dẻo, ngon thì sẽ thắng cuộc. Nội dung thứ hai, cuộc thi nấu cơm ở hội làng chuông Hà Nội. Về đối tượng, có phần thi dành riêng cho nam và phần thi dành riêng cho nữ. Về các bước thực hiện, thứ nhất đó là lấy lửa, thứ hai đó là thổi cơm. Và thử thách của cuộc thi, đối với cuộc thi nữ,
Người thi thực hiện trong vòng một vòng tròn, đường kính 1,5 mét. Quy định là vừa thổi cơm, vừa phải giữ được đứa trẻ chừng 7 đến 8 tháng tuổi, không phải là con đẻ của người dự thi. Và canh chừng một con cóc, không để nó nhảy ra khỏi vòng tròn. Người chơi phải dùng lửa lấy từ bùi nhùi rơm, nhóm củi đặt bếp, trông để đứa trẻ không khóc và canh chừng con cóc. Thời gian này là cháy hết một nén hương. Cơm chín trước, dẻo ngon hơn là thắng cuộc. Còn đối với cuộc thi nam, bếp đặt sẵn bên bờ một cái ao hay bờ đầm. Mỗi người dự thi một bếp. Sau hồi chống lệnh, các chàng trai xuống một cái thuyền nan, bơi bằng tay sang bờ bên kia, áp thuyền vào bờ và thực hiện hết thảy các việc trên thuyền bồng bềnh. Tay ướt vẫn phải đánh lửa, thổi cơm và giữ lửa thuyền ổn định. Và ai thổi cơm dẻo ngon là người thắng cuộc. Như vậy, ở cuộc thi nấu cơm ở hội làng Chuông, cách đánh giá dù là cuộc thi dành cho nam hay nữ thì mục đích là ai thổi được cơm dẻo ngon xong trước sẽ là người thắng cuộc. Và nội dung thứ ba đó là cuộc thi nấu cơm ở hội Tử Trọng, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Về đối tượng của cuộc thi không bắt buộc nam hay nữ. Các bước là lấy lửa, thổi cơm và thử thách. Người dự thi phải ngồi trên một chiếc thuyền thúng tại một đầm rộng lộng gió. Mỗi người một thuyền, kiềng, rơm ẩm, bã, mía tươi và các trang bị giống nhau. Sau hiệu lệnh, các thí sinh đưa thuyền rời bờ ra giữa đầm. Thuyền bồng bềnh, gió lộng, củi lửa lại khó cháy, thậm chí có lần thi gặp mưa phùn gió bốc. Và kết thúc cuộc thi thì ai có nồi cơm hoặc chõ xôi chín dẻo ngon là người thắng cuộc. Thì đó cũng chính là cách đánh giá của cuộc thi. Và nội dung thứ tư đó là cuộc thi nấu cơm ở hội Hành Thiện, Nam Định. Về đối tượng là chỉ có nam, cuộc thi chỉ dành riêng cho nam. Và các bước bao gồm lấy lửa, thổi cơm. Và cuộc thi nấu cơm ở hội Hành Thiện, Nam Định thì chủ yếu là đặt ra một cái thử thách là một người phải buộc cành tre dẻo dai vào lưng, ngọn tre cao hơn đầu, trên ngọn tre treo một niêu cơm, và người kia có nhiệm vụ nhanh chóng dùng hai thanh nứa già tạo ra lửa rồi châm vào bó đuốc hơ dưới đáy niêu. Và cách đánh giá đó là ai có niêu cơm chín dẻo đều ngon thì thắng cuộc. Thì đó chính là bốn cuộc thi, nội dung của cuộc thi thổi cơm ở các vùng miền khác nhau. Chúng ta thấy rằng là các cuộc thi này thì chủ yếu là diễn ra ở các vùng miền Bắc, và có một vùng ở khu vực ở phía Nam gần miền Trung. Và em hãy chỉ ra cho cô điểm giống nhau và khác nhau về hội thi thổi cơm ở một số địa phương thông qua việc chúng ta vừa tìm hiểu về nội dung của các hội thi cũng như là thể lệ của hội thi ở các địa phương. Như vậy, điểm giống nhau và khác nhau về hội thi thổi cơm ở một số địa phương đó là: về giống nhau, giống nhau ở đây đó chính là về nội dung thi, là thổi cơm được đặt ra trong những điều kiện khó khăn và đặt ra cho chúng ta ở những cái thử thách và khiến cho đội thi phải vượt qua được những thử thách đó. Và giống nhau về cách đánh giá, đội nào nấu cơm nhanh nhất và ngon nhất thì sẽ thắng cuộc. Ngon ở đây không chỉ là thơm mà nó được thể hiện đó chính là dẻo, ngon, và nồi cơm phải thơm, chín tới thì sẽ là người thắng cuộc. Và điểm khác nhau về hội thi thổi cơm ở một số địa phương được thể hiện ở đối tượng dự thi. Ở mỗi vùng miền có các đối tượng dự thi khác nhau, có thể là không giới hạn về số lượng, không giới hạn về giới tính, hay là có những hội thi thì chỉ có một đối tượng đó là nam thôi, và nữ thì không được tham gia. Thứ hai
khác nhau đó chính là địa điểm thi. Và thứ ba đó chính là thử thách, khó khăn khi thi. Cô có một câu hỏi, các em hãy suy nghĩ, thảo luận và trả lời. Thông qua việc tìm hiểu thể lệ của các hội thi nấu cơm ở những vùng miền khác nhau, em hãy nêu ý nghĩa của hội thi thủ cơm ở một số địa phương. Ý nghĩa của hội thi thủ cơm ở một số địa phương với mục đích là hội thi thủ cơm thì chủ yếu là diễn ra ở các hoạt động ở địa phương vào dịp lễ, Tết hoặc hội. Và ý nghĩa thứ nhất đó là hội thi vừa đem lại không khí sôi nổi, vui tươi, vừa rèn luyện sự nhanh nhạy, khéo léo, hoạt bát, tinh thần đoàn kết và sự phối hợp ăn ý cho người tham gia. Và thứ hai, thông qua hội thi thì nhằm mục đích đó là tái hiện lại truyền thống chảy quân, đánh giặc của người Việt xưa. Và chính sự tái hiện đó đã thể hiện lòng biết ơn chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta. Và thứ ba, thông qua hội thi thủ cơm đã góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau vào phần ba la mã tổng kết. Trong phần này, các em hãy lưu ý cho cô về giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung của văn bản. Thông qua hội thi thủ cơm thì chúng ta có thể thấy tác giả đã sử dụng các thông tin ở trong văn bản và cũng như là trình bày những hiểu biết về hội thi cũng như là thể lệ của cuộc thi nhằm mục đích là trình bày sắp xếp theo trình tự từ khái quát đến cụ thể và theo thời gian rõ ràng chính xác. Và thứ hai, về nội dung, thông qua văn bản thì văn bản đã cung cấp cho chúng ta nội dung thông tin về nguồn gốc những quy tắc luật lệ hội thi thủ công ở một số địa phương trên đất nước ta. Và các em lưu ý một nội dung rất nhỏ chúng ta cần chú ý cho cô, đó là khi giới thiệu về quy tắc luật lệ của một hoạt động hay trò chơi cần chú ý giới thiệu những nội dung sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải tìm hiểu về nguồn gốc của hoạt động trò chơi nếu có. Thứ hai, chúng ta sẽ trình bày các quy tắc luật lệ của trò chơi đó như thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, các bước tiến hành trò chơi, hoạt động, các thử thách cần vượt qua và tiêu chí để đánh giá cuộc thi. Và thứ ba là nêu ý nghĩa của hoạt động trò chơi. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng để làm phần luyện tập. Cô có các câu hỏi, chúng ta sẽ quan sát và trả lời cho cô các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, văn bản hội thi thổ cơm thuộc kiểu loại văn bản nào? Như vậy ngay chủ đề của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta có thể xác định được rõ về kiểu loại văn bản là hội thi thổ cơm thuộc kiểu loại văn bản, đó là văn bản thông tin. Câu 2, phương thức biểu đạt chính của văn bản hội thi thổ cơm là gì? Trong phần tìm hiểu chung, chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu và khái quát phương thức biểu đạt chính của văn bản rồi. Ở văn bản giới thiệu và cung cấp cho chúng ta thông tin thì đó chính là đó chính là văn bản thuyết minh, đúng không ạ? Câu 3, văn bản hội thi thổ cơm giới thiệu cho chúng ta những thông tin gì? A. Cách nấu cơm ở một số địa phương. B. Những khó khăn thử thách trong hội thi thổ cơm ở một số địa phương. C. Những quy tắc luật lệ trong hội thi thổ cơm ở một số địa phương. D. Ý nghĩa của hội thi thổ cơm ở một số địa phương. Như vậy đáp án đúng của chúng ta đó chính là đáp án C, những quy tắc luật lệ trong hội thi thổ cơm ở một số địa phương. Câu 4, sau khi học xong văn bản, em thấy nội dung nào
không thể thiếu khi giới thiệu về một hoạt động trò chơi. A. Nguồn gốc xuất xứ của hoạt động trò chơi. B. Các quy tắc luật lệ của hoạt động trò chơi. C. Ý nghĩa của hoạt động trò chơi. D. Điểm giống và khác nhau giữa hoạt động trò chơi này với hoạt động trò chơi khác. Như vậy, nội dung không thể thiếu khi giới thiệu về một hoạt động trò chơi đó chính là B. Quy tắc luật lệ của hoạt động trò chơi. Và câu hỏi số 5. Em hãy giới thiệu về một trò chơi dân gian mà em yêu thích. Thông qua văn bản hội thi thổi cơm, chúng ta có thể viết cũng như là giới thiệu trình bày trước lớp về một trò chơi dân gian mà em yêu thích. Và các bạn lưu ý cho cô có 3 bước. Thứ nhất là nguồn gốc, thứ hai là quy tắc luật lệ, và thứ ba đó chính là vai trò và ý nghĩa. Và trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà và suy nghĩ cũng như là tìm hiểu để chúng ta chuẩn bị và giới thiệu về một trò chơi dân gian mà em yêu thích. Thông qua văn bản hội thi thổi cơm thì chúng ta cũng đã nắm được phần nào về cuộc thi cũng như là thể lệ và hội thi thổi cơm được thể hiện ở một số vùng miền. Như vậy bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo cùng Vietjet.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.